Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón len cho bé. Ở phía trước nón thì mình có trang trí một cái nơ nhỏ. Phần thân nón thì móc hai mũi kép đơn xen kẽ mũi móc xích để tạo các cái lỗ ở đây. Vành nón thì có các cái họa tiết sò xen kẽ với nhau như thế này. Đây, mẫu nón như thế này. Dụng cụ gồm có len miêu cotton. Kim móc mình dùng kim móc 3.0 mm. Và kéo các len. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau khi móc được 6 mũi móc đơn, các bạn dùng tay nắm sợi len ngắn guốt lại để vòng tròn nhỏ lại và móc vào cái chân móc đầu tiên phía bên này móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc móc cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên phía bên này móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích và móc vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc chân kế bên móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc chân kế tiếp cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên bên này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh là cái chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè, đây, chân móc chính giữa này móc vào cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân kế bên móc cho mình một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng là cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây, cái chân nằm chính giữa này cũng móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là mình đã tạo được các cái chân móc gồm một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc như thế này. Các bạn tiếp tục móc tiếp cho mình vào cái chân kế bên, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng là cái chân nằm chính giữa hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây, cái chân móc này móc vào cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là mình được thêm một cụm chân móc như thế này, các bạn làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng, cũng móc một mũi kép đơn. Xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc và móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn, Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên là cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè, đây, cũng móc cho mình vào cái chân nằm chính giữa này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là mình được một cụm 4 mũi móc như thế này. Tiếp tục hai chân móc kế bên, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân bên cạnh cũng là cái chân nằm ở chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè, cũng móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là mình được thêm một cụm chân móc bốn mũi móc ở đây. Các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Các bạn để ý giúp mình nè, ở cái hàng móc kép đơn đầu tiên nè, mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc nè. Hàng móc kế tiếp một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Hàng tiếp theo là hai mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc nè. Thì các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình, cũng tăng 3 mũi hoặc 4 mũi xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc cho đến khi cái vòng tròn này gần vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Cũng móc cho mình hai mũi kép đơn ở vòng móc này. Xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Hai mũi kép đơn cùng chân móc này cũng móc cho mình vào cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nha. tính luôn hai cái vòng móc mũi đơn này là một hàng móc thì ở đây mình đã móc lên được năm hàng móc như thế này ta cũng tăng mũi ở cái chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á, làm tương tự các cái hàng móc này nè thì tiếp tục các bạn móc cho mình vào cái chân móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên này một mũi kép đơn sau đó móc lên một mũi móc xích bỏ qua cái chân móc kế bên và móc vào chân móc kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc ta tính luôn hai cái mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên là một mũi móc thì ở đây mình đã móc lên được các cái cụm hai mũi kép đơn nè tiếp tục lên một mũi móc xích và cũng bỏ qua chân móc kế bên móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc như vậy là mình đã được thêm một cụm hai mũi móc như thế này khoảng cách giữa các cái cụm cách nhau là một chân móc tiếp tục lên một mũi móc xích lần này ta bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, bỏ qua chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc lên một mũi móc xích, và cũng bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là mình được thêm 3 cụm chân móc, khoảng cách giữa ba cụm này cách nhau là một chân móc, khoảng cách ba cụm bên này cũng cách nhau một mũi móc thì khoảng cách giữa ba cụm này và ba cụm phía bên kia là hai mũi móc như thế này đây làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng móc lên một mũi móc xích thì ở bên này mình có ba cụm cách nhau là một chân móc thì bây giờ mình sẽ tiếp tục bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba hai mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc cho mình tương tự giống như các cái cụm chân móc mà mình móc ở phía bên này nè khoảng cách giữa ba cụm cách nhau là một mũi móc Khoảng cách giữa ba cụm cách 3 cụm là 2 mũi móc như thế này. Các bạn cứ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Thì ở hàng móc này các bạn có thể thay đổi cho mình khoảng cách giữa các cái cụm. Ở chân móc kế tiếp này không nhất thiết các bạn phải chừa ra hai mũi móc mà các bạn có thể chừa ra một mũi móc để tăng cái số lần của cái cụm này nè, tăng cho mình cho đến khi cái vòng tròn này vừa với vòng đầu của bé. Bỏ qua chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc móc lên một mũi móc xích, tiếp tục bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì ở đây mình được ba cụm khoảng cách giữa ba cụm cách nhau là một chân móc, tiếp tục lên một mũi móc xích, bỏ qua hai chân móc kế bên, móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc để tạo nên cái cụm tiếp theo. Và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào cái cụm đầu tiên bên này, móc vào cái chân móc này một mũi dời và tiếp tục các bạn đâm kim vào cái khoảng trống kế bên này nè móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên hai mũi móc xích lưu ý giúp mình là ở cái hàng móc này ta sẽ canh chỉnh cái khoảng cách của các cái cụm để cho cái vòng tròn vừa với vòng đầu của bé nha tính luôn hai cái mũi móc xích này là một chân móc nè các bạn tiếp tục móc vào cái khoảng trống này một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích móc vào cái khoảng trống kế bên này hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống đây, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào cái khoảng trống kế bên này, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Làm tương tự cho các khoảng trống còn lại cho đến cuối vòng. Các bạn cũng móc lên cho mình một mũi móc xích và móc vào cái khoảng trống kế tiếp hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống. sau đó cũng móc tiếp cho mình các cái hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc á, móc cho đến khi cái độ sâu của nó gần vừa đến cái phần tay của bé thì các bạn ngưng, cũng móc cho mình lên một mũi móc xích và móc vào cái khoảng trống kế tiếp á, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc, móc lên một mũi móc xích và làm tương tự cho các khoảng trống còn lại. sau khi móc lên được các cái hàng móc tương tự thì tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Thì cái độ sâu của cái phần thân nón này đã vừa đến cái phần tay của bé nè Các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích Đây, thì cái phần thân mình đã tạo được các cái lỗ như thế này Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần thân nón Móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn Khoảng trống kế bên này móc một mũi móc đơn Hai chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khoảng trống kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho đến cuối vòng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc và khoảng trống cũng móc một mũi móc đơn sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần sò của cái phần vành nón móc lên một mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn móc lên hai mũi móc xích Về và móc vào cái chân móc mà mình móc mũi đơn á, móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Khi móc được hai mũi kép đơn ở cùng một chân móc thì tiếp tục bỏ qua hai chân móc kế bên này, bỏ qua hai chân móc này và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Sau đó lên hai mũi móc xích và cũng móc vào cái chân móc vừa móc á, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Thì ta được hai cái phần cánh quạt như thế này. Đây. Các bạn tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và cũng móc vào cái chân móc vừa móc hai mũi kép đơn. Bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi đơn. Lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cũng móc vào chân móc vừa móc hai mũi kép đơn. Bỏ qua hai chân móc kế tiếp và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho các chân móc còn lại sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc mũi đơn đầu tiên á móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên ba mũi móc xích móc vào cái chân móc mình vừa móc á móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc ở cái cánh quạt đầu tiên á đây cái cánh quạt này nè ta có hai cái mũi kép đơn ở đây nè các bạn móc vào cái chân móc kép đơn đầu tiên á đây, móc vào cái chân móc này cho mình một mũi đơn. Sau đó đưa kim vào cái chân móc mũi đơn của cái cánh quạt kế bên này nè, đâm kim vào cái chân móc mũi đơn này và móc cho mình một cái họa tiết sò. Một cái họa tiết sò này bao gồm hai mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào cái chân móc vừa móc hai mũi kép đơn cùng chân móc thì ta được một cái họa tiết sò gồm có 4 mũi xen kẽ với một mũi móc xích như thế này đây tiếp tục ở cái cánh quạt này các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái mũi kép đơn này nè đây theo cái chân móc này và móc một mũi móc đơn tiếp tục đưa kim vào cái chân móc mũi đơn của cánh quạt tiếp theo á cũng móc vào đây cho mình một cái họa tiết sò gồm 2 mũi kép đơn xen kẽ là một mũi móc xích và tiếp tục móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Và cũng móc vào cái chân móc của cái mũi kép đơn đầu tiên của cái nửa cánh quạt này nè, cũng móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Đây, vào chân móc này một mũi móc đơn. Thì mình đã tạo ra được các cái họa tiết sò ở cái vành nón đầu tiên này. Đây, tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cũng móc cho mình vào cái chân móc mũi đơn bên này, móc vào đây một cái họa tiết sò gồm có hai mũi kép đơn Sen kẽ là một mũi móc xích và hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Sau đó tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên của cái mũi kép đơn ở cái cánh quạt này, đây, móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào cái chân móc đơn bên này một cái họa tiết sò và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Sau khi móc các cái họa tiết sò cho đến cuối hàng thì ở cái cánh quạt cuối cùng này các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên của mũi kép đơn này nè, móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục ở cái cụm móc mà mình gây nên đầu tiên á các bạn móc cho mình vào cái chân móc của cái mũi dời này nè đây đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi kép đơn ở ba cái mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên á các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ hai á móc vào đây một mũi dời thì ở đây mình cũng tạo ra được một cái họa tiết sò như thế này tiếp tục móc vào cái khoảng trống ở chính giữa này nè móc vào đây một mũi dời đây móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào cái khoảng trống vừa móc một mũi móc đơn sau đó ta cũng đưa kim vào cái chân móc mũi đơn kế bên này nè móc cho mình một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn xen kẽ là một mũi móc xích và hai mũi kép đơn ở cùng một chân móc thì ta được thêm một cái họa tiết sò như thế này tiếp tục chuyển qua cái họa tiết sò kế bên này nè các bạn cũng đâm kim cho mình vào chính giữa của họa tiết sò này đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi đơn sau đó cũng đưa kim vào cái chân móc mũi đơn bên cạnh này đây cái chân móc mũi đơn này móc cho mình vào đây một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn xen kẽ là một mũi móc xích và hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc ta được thêm một họa tiết sò tiếp theo tương tự các bạn cũng móc cho mình vào cái chính giữa của họa tiết sò kế bên này một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng cũng móc cho mình vào cái chân móc mũi đơn á, móc vào đây cho mình một cái họa tiết sò xen kẽ. Hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Tương tự cũng đưa kim vào chính giữa của họa tiết sò kế tiếp nè, đâm kim vào chính giữa này và cũng móc cho mình một mũi móc đơn. Làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào cái chân móc mũi đơn đầu tiên mà mình gây nên của vòng này nè, móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên 3 mũi móc xích. Ở cái hàng móc mà mình vừa móc á, cái mũi móc đầu tiên gây nên là mũi móc đơn thì kết thúc sẽ là cái mũi móc đơn ở đây. Thì tương tự cái hàng móc này 3 mũi móc xích thì các bạn tiếp tục móc tiếp cho mình vào đây hai mũi kép đơn. Thì khi kết thúc vòng này ta sẽ kết thúc ở cái điểm nằm chính giữa của cái mũi sò này tiếp tục móc vào cái điểm so chính giữa của cái mũi so kế bên này móc vào đây một mũi móc đơn tương tự móc vào đây cho mình một mũi móc đơn cũng làm tương tự cho mình khi gặp chân mũi móc đơn thì các bạn móc cho mình vào đây họa tiết sò so. gồm hai mũi kép đơn xen kẽ là một mũi móc xích và hai mũi kép đơn cùng chân móc sau đó đâm kim vào khoảng trống của cái mũi so tiếp theo á. móc vào một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì điểm kết thúc của cái hàng này sẽ là cái điểm nằm chính giữa của mũi sò đây tương tự như cái hàng móc đầu tiên mà mình gây nên á là cái mũi móc xích thứ hai này nè các bạn dời vào đây cho mình một mũi dời tương tự như cái hàng thứ nhất đây cái hàng tiếp theo thì ta sẽ bắt đầu từ cái mũi đơn và kết thúc sẽ là mũi dời và mũi đơn móc tiếp cho mình các cái hàng móc tương tự cho đến khi cái độ rộng của vành vừa đủ ở đây mình đã móc lên được bốn hàng móc họa tiết sò như thế này thì mình lưu ý cho các bạn nè ở các cái họa tiết sò của hàng móc ở phía trên á mình móc hai mũi kép đơn xen kẽ là một mũi móc xích và móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc như thế này nè đây cái cụm họa tiết sò như thế này thì ở cái hàng ngoài cùng á cái hàng móc sò cuối cùng các bạn móc cho mình năm mũi kép đơn ở cùng một chân móc và ta không móc xen kẽ làm mũi móc xích nữa để cho cái vành này nó được đều và đẹp hơn và nó không có bị nhọn ở cái phần đỉnh của con sò nha tiếp tục móc vào cái chân móc bên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì ta đã hình thành nên được một cái form nón như thế này đây tiến hành giấu cho mình cái sợi len thừa này vào trong mũi móc sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc thì ở cái phần thân nón mình có trang trí thêm một cái họa tiết nơ như thế này ngoài ra các bạn cũng có thể trang trí cho mình các cái họa tiết khác cho cái phần thân nón thêm xinh xắn như vậy là mình đã hướng dẫn xong một mẫu nón len cho bé như thế này. Chúc các bạn thành công.